Nguyên nhân tiếp theo đó là do bạn cho cá ăn quá nhiều. Bởi vì khi mà bạn cho cá ăn quá nhiều thì sẽ khiến cho nước của cá mau dơ, và điều này sẽ làm một điều gián tiếp dẫn đến cho cá bị bệnh về mắt. Nguyên nhân tiếp theo nữa là nguyên nhân dễ hiểu, đó là do hệ miễn dịch của cá bị suy giảm. Về hệ miễn dịch của cá bị suy giảm thì nó có rất là nhiều nguyên nhân ha. Nó không phải là một ngày một bữa mà khiến cho cái hệ miễn dịch của cá bị suy giảm, mà nó sẽ do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là chất lượng nước của bạn không được đảm bảo nè, hệ thống lọc của bạn không có chất lượng nè, khiến cho nguồn nước bị dơ nè, bạn cho ăn quá nhiều khiến cho nước bị bẩn. Và cứ nhiều lần cái sự mà môi trường nước không được đảm bảo, môi trường nước bẩn như vậy, nó lặp lại nhiều ngày thì sẽ khiến cho ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cá, và cá nó sẽ bị suy giảm, và như vậy thì rất là dễ khiến cho cá bị bệnh mắt lồi, mắt đục. Nguyên nhân cuối cùng đó là cái bệnh này nó cũng rất là thường hay được xảy ra đối với chú cá bị lão hóa, có nghĩa là những chú cá bị già rồi á.